Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải vừa bài tập toán lớp 4 tập 1 cánh diều. Bài học hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 50. Em ôn lại những gì đã học trang 119. Bài số 1, nói cho bạn nghe những điều em học được trong chủ đề. Tôi biết cách tìm số trung bình cộng. Rồi bạn này nói vậy, còn bạn này sao đây? Tôi đã thực hiện được nhân chia số có nhiều chữ số với số có hai chữ số. Còn bạn này là tôi biết vận dụng tính chất phép tính để tính nhanh. Rồi tiếp theo ở trong này thì chúng ta sẽ có là tìm hai số khi biết tổng và hiệu. Rồi, tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ có là nhân nhanh chia nhanh thì cái đây cái này thì có rồi. Rồi chia hai chữ số, chia một chữ số. Rồi thương là chia mà thương là có chữ số không. Rồi biểu thức có chứa chữ, biểu thức có chứa chữ nữa. Như vậy đó là ở trong cái phần của trong sách giáo khoa ha. Ví dụ như trong sách giáo khoa chúng ta xem lại cái phần này nè. Cái phần đầu tiên cái trang 4 của sách giáo khoa trang 4 thì chúng ta sẽ có cái phần hai la mã này là các phép tính trong số tự nhiên, thì trong này nó có những cái hạng mục mà chúng ta đã học được không? Đó chẳng hạn như là mới học cái bài là biểu thức có chứa chữ rồi này, biểu thức có chứa chữ này. Rồi hôm nay chúng ta lại em ôn lại những gì đã học này, trang 111 này, cái phần này là 50. Đó, đây là những cái phần mà chúng ta đã học và chúng ta lấy ra chúng ta viết vào ha. Như vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta sẽ qua cái bài số 2. Đặc tính đầu tính. Số này là 7 chữ số, số này 6 chữ số. Chúng ta nhớ lúc ta lùi qua một số ha. 3, 8, 7, 6, 8, 9, 0. Rồi, 8, 1, 5, 0, 6, 6. Này là cộng. Không cộng 6 là bằng 6. 9 cộng 6 bằng 15, viết 5 ta nhớ 1. 8 1 là bằng 9. 6 5 11, viết 1 ta nhớ 1. 7 1 8, 1 nhớ 9. 8 8 16, viết 6 ta nhớ 1. 3 4. Nhân cho nhân 4. 4 nhân 7 là 28, viết 8 ta nhớ 2. 4 x 2 8 với 2 10 không nhớ 1. 4 4 16 1 17 với 7 ta nhớ 1. 4 x 0 bằng 0, 1 nhớ qua. 4 3 12. 4 9 3 5 nhân cho 32. 2 x 5 bằng 10, viết 0 ta nhớ 1. 2 x 3 6, 6 1 nhớ 7. 2 9 18 với 8 là như 1. 2 x 4 bằng 8, 1 nhớ là 9. 3 x 5 15, viết 5 ta nhớ 1. 3 x 3 9 1 10 không nhớ 1. 3 x 9 27, 1 nhớ 28. Viết 8 ta nhớ 2. 3 x 4 12 với 2 14. 4. Này là 0. 7 cộng 5 bằng 12, viết 2 ta nhớ 1. 8 cộng cho 0 là bằng 8. 9 ta cộng cho 8, 17, viết 7 ta. 5, 12, cái này nhớ, cái này có nhớ mà, nhớ 1, 9 mà. Cái này 8 ta cộng 1 nhớ là 9 nha. 9 cộng 8, 17, viết 7 ta nhớ 1, 4, 1, 5, 1. Nó qua bài trừ. Bài trừ này là 7, cái này cũng 7 chữ số. 7 0 7 8 7 3 8 5 0 0 9 0 7 7 trừ.
8 trừ 7 còn 1. 3 trừ 7 được ta lấy 13 trừ 7 còn 6, 6 ta trả 1. 7 ta trừ cho 1 còn 6. 8 trừ 9 cũng được ta lấy 18 trừ 9 còn 9, 9 ta trả 1. 7 trừ 1 còn 6. 0 2 45.904 ta chia cho 5. 45 ta chia 5 là bằng 9, 9 nhân 5 là bằng 45, 45 trừ 45 bằng 0, 9 ta hạ xuống. 9 ta chia 5 thì chúng ta sẽ được là một lần, 1 nhân 5 là bằng 5. 9 ta trừ cho 5 là bằng là 4. 0 ta hạ xuống. 40 ta chia 5 là bằng là 8, 8 nhân 5 là bằng 40. 40 ta trừ 40 là bằng 0. 4 hạ xuống. 4 là trên 5 này chúng ta sẽ được là một lần. À, không lần, nhầm. 0 nhân 5 là bằng là 0. 4 là trừ 0 là bằng 4, dư 4. 31.628 chia cho 48. Là chỗ này hai chữ số thì chia không đủ, không được, tại vì 31 chia 48 thì nhỏ hơn. Cho nên chúng ta sẽ lấy là 316, chúng ta sẽ chia cho 48 nè. Như vậy chúng ta thấy là tạm thời che con số 8 này, che con số 6 lại như vậy, 31 mà ta chia cho 4 là bằng là 8 nhân 4 là bằng 32, nhưng mà vượt quá rồi. Giờ chúng ta sẽ hạ xuống là 7. 7 nhân 4 là 28 đây 31, nhưng mà chúng ta xem con số này càng lớn thì chúng ta phải càng hạ xuống nữa. 7 nhân 8 là 56, viết 6 ta nhớ 5. 5. À, đúng không? 7 nhân 4 là 28, 28 với 5. 8 với 5 là 33, là vượt quá rồi. À, như vậy chúng ta phải hạ thêm một nữa. Hạ nãy là hạ xuống 7, giờ chúng ta sẽ hạ xuống 6. 6 nhân 8 48, viết 8 ta nhớ như 4. Rồi 6 nhân 4 là 24, 24 với 4 nữa là 28. Rồi trừ ra 6 ta trừ 8 ta lấy 16, 16 trừ 8 bằng 8, 8 ta trả 1, 8 1 9, 11 ta trừ cho 9 ta bằng là 2 này, không hết. 2 này ta hạ xuống, bây giờ là 282 mà ta chia cho 48 nè, chia cho 48, che con số 8 là lại che con số là lại 28, 28 ta chia cho 4 là bằng 7, 7 nhân 8 là 24. Không được. 6, 6 thì mới nãy mình đây. 6 mới nãy mình nhân đây nè. Nếu bằng 6 thì bằng này vượt quá này. Như vậy chúng ta sẽ hạ xuống là còn số 5. 5 nhân 8 40, biết không là như 4. 5 nhân 4 20, 20 với 4 là 24. Trừ ra là 2 4 8 chúng ta hạ xuống. Vậy là 4 128 và chúng ta sẽ chia cho 48. Bây giờ chúng ta sẽ nhẩm này. 8 này tạm thời bỏ, 8 này tạm thời bỏ, 42 thì chia cho 4 là bằng là 10 lần, nhưng mà không được. Tại vì con số này nó rất là lớn này. À, chúng ta nhân tại vì nhớ bên này nhớ qua rất là nhiều. Chúng ta đã hạ xuống là 9. 9 nhân 4, 9 nhân 7, 9 nhân 8 là bằng là 72. 72 với 2 thì nhớ 7. 9 nhân 4 36. 36 6 với lại 7 là vượt quá rồi. 6 7 là 43 mà đây có 42 rồi. Như vậy chúng ta sẽ hạ thêm một nữa là 8. 8 nhân 8 là 64, viết 4 là như 6. 8 nhân 4 là bằng là 32. 32 với lại là 6 là 38. Trừ ra là 4. 12 trừ cho 44. Dư 44 nhìn nó rất là lớn nhưng mà nó hợp lý tại vì nó nhỏ hơn số số chia này. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 3, tính bằng cách thuận tiện. Tính bằng cách thuận tiện này thì trong này có dấu nhân hết thì chúng ta sẽ sử dụng là tính chất kết hợp nè, 5 lần nhân 2 bằng 10. À, như vậy trước tiên thì chúng ta sẽ lấy là đảo vị trí nó là 5 nhân 2, đó gọi là tính chất kết hợp.
nhân cho 70, 74. À, hai cái này nhân nhau là bằng 10 trầu, hoặc là trùng chục hay là trùng trăm. Rồi sau đó ta nhân cho 70, 74, vậy là bằng là 740. Bài này thì chúng ta sẽ có cái gì đây? Hai này cộng lại, yêu cầu người ta yêu cầu là tính bằng cách thuận tiện nhất, thì cái này chúng ta gọi là nhân phân phối, mà cái đó là lên cấp 2 chúng ta nói tới cái vấn đề đó. À, nhưng mà ở đây thì người ta không nói tới cái vấn đề gọi là nhân phân phối, mà chúng ta thực hiện phép tính mà người ta không nói tới cái vấn đề đó, rồi gọi là nhân phân phối. Giờ 50 này ta nhân cho 4 này, cộng này 25 này ta nhân cho 4 này, rồi 50 mình ta nhân cho 4 là được bao nhiêu, là bằng là 200. Còn 25 ta nhân cho 4 là bằng là cái dấu cộng này chúng ta ghi lại là bằng 100. 100 cộng 1 cộng 200 là bằng là 300. Rồi bài này thì chúng ta sẽ lấy là 4 x 5 là 20 trước. Rồi 4 x 5 nhân cho 196. Hai này nhân nhau là bằng 20. Nhân cho 196. À, đây là 196 thì chúng ta sẽ nhân cho 20 thì chúng ta sẽ được là 3920. Bài này là 80 cộng với 8 là bằng 88. Nhưng mà lấy 120 mà chúng ta sẽ nhân cho 8. À, như vậy cái này thực hiện giống như trên, gọi là nhân phân phối vào. Thì là 125 này ta nhân cho 80 này, ta cộng cho 125 này, ta nhân cho 8 này. 125 mà nhân cho 80, 80 cho nhân cho 8 thôi thì nó là bằng là 1.000, được rồi, 1.000. Nhưng mà có số nhân cho 80 cho nên thêm được số 0 nữa. Còn cái này là nhân nhau nó bằng 1.000 này. À, 1.000. Cái này là 10.000 mà cộng với 1.000 như vậy là bằng 11.000. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 4. Quan sát thực đơn sau. Thực đơn phở bò, phở gà, bún ốc, bún cá. Giá thì phở bò là 40.000 một tô, phở gà là 35.000 đồng một tô, và bún ốc là 30.000 đồng một tô, và bún cá là 35.000 đồng một tô. Giờ chúng ta nhìn sơ qua thì chúng ta thấy là phở bò là đắt nhất. À, bún ốc là thấp nhất, giá thấp nhất, còn hai cái này thì bằng nhau, phở gà và bún cá là bằng nhau. Một đoàn khách 6 người đã ăn 3 tô phở gà, một bát phở. Như vậy đây là người ta nói là một đoàn khách 6 người là ăn hết là 3 bát phở gà này. Phở gà đây là 3 này, số lượng là 3 này. Một bát phở bò là 1 này. Rồi là một bát bún ốc này, bún ốc là 1 này. Và một bún cá này, một bún cá này. Hỏi đoàn khách đó phải trả tất cả là bao nhiêu tiền. Như vậy chúng ta lấy cái này, chúng ta cộng với này, cộng với này, cộng với này, cái này chúng ta nhân cho 3. Tại vì cái này là 3 bát mà. À, 3 bát, con này là 1, 1, 1. 3 cái này cộng lại và cộng với cái này, bản thân cái này nhân 3 thì chúng ta sẽ ra, và chúng ta sẽ tính là số tiền đoàn khách phải trả là 1 bát là 40.000.
cộng với lại cái này là phơi gà đây là 3 3 tô. Như vậy là cộng với lại là 35.000 đồng mà nhân cho 3 tô. Rồi cộng với lại là một bát bún ốc đây là 30.000. Rồi, tiếp theo. Cộng với lại là một bún cá. Bún cá là 35.000. Bằng. Như vậy cái này chúng ta thực hiện trước nè. À. Như vậy đừng có nhầm lẫn là lấy 40.000 ta cộng với 35.000 nha. Rồi nhân 3 không phải đâu, cái này chúng ta thực hiện trước nè là 35.000 nè. À. Rồi ta nhân cho 3. Đó. Rồi sau đó chúng ta sẽ cộng với lại là 40.000 này. À. Đó. Rồi tiếp theo. Rồi chúng ta sẽ cộng với 30.000 này. Rồi tiếp theo ta cộng ở đây là 35.000 này. Bằng tổng cộng là 200 10.000. Riêng cái này là 3 nhân 5 15 là 105.000 rồi này. Riêng cái này là riêng cái ba cái tô này là 105.000. À. Rồi cộng với cái này là 3 30 có 40 70. Rồi cộng với 35.000 nữa. À. Tiếp theo. Trung bình mỗi người của đoàn khách đó phải trả bao nhiêu tiền? Như lại tôi lấy số tiền này và ta chia cho 6 người. Rồi, chia cho 6 người. Tại vì tổng số tiền là 210.000 và chia cho 6 người ăn. Số tiền trung bình mỗi người trả là ta lấy là 210.000 ta chia cho 6 người bằng là 35.000. Đáp số là 35.000 đồng. Đọc qua bài tiếp theo là bài số 5. Hai anh em tiết kiệm được là 1 triệu 600.000 đồng. Biết rằng số tiền mà anh tiết kiệm được nhiều hơn em là 300.000 đồng. Hỏi số tiền tiết kiệm của mỗi người là bao nhiêu tiền? Như là cái bài toán này chúng ta xem đây là hai anh em tiết kiệm được 1 triệu 600.000 đồng, như là đây là cái tổng. À, cái tổng. Biết rằng số tiền anh tiết kiệm được nhiều hơn, như vậy là anh nó là số lớn. Tiết kiệm được nhiều hơn là số lớn. Em là số bé. Và 300.000 đồng này là một cái hiệu. Giờ bài toán này nó ra vào cái dạng toán gọi là tổng hiệu ra. Tổng hiệu. Biết tổng mới biết hiệu thì chúng ta sẽ tìm được cái công thức tính là số lớn. Số lớn thì trong bài này thì tương ứng với người anh, tại vì người anh tiết kiệm được nhiều hơn. Số lớn là bằng là tổng cộng với hiệu. À. Để chia 2. Chia chứ phải nhân nha. Chia 2. Rồi còn số số bé. Muốn tìm số số bé là bằng là tổng ta trừ đi cho hiệu. Rồi ta chia cho 2. Cái số lớn này cộng à, số bé thì chúng ta sẽ trừ rồi chia 2. Như vậy chúng ta áp dụng vào đây chúng ta sẽ tính được ha. Số lớn thì tương ứng với lại anh tiết kiệm được nhiều hơn. Số bé là tương ứng với lại em. Số tiền anh tiết kiệm được là số tiền anh tiết kiệm được là rồi như vậy là ta lấy là
tổng cộng hiệu chia 2 1.600.000 đồng cộng cho hiệu là 300.000 đồng chia 2 bằng chia ra được là người anh được là 950.000 đồng. Rồi, chúng ta tính số tiền của người em. Số tiền em tiết kiệm được là 1. Cách thứ nhất thì chúng ta sẽ tính theo kiểu này. Cách thứ hai thì chúng ta lấy cái tổng này ta trừ số này ra. Cách thứ nhất là chúng ta tính theo công thức này. Là ta lấy là 1.600.000 đồng trừ cho 300.000 đồng. Rồi sau đó là chia cho 2. Chia 2 là bằng là 650.000 đồng rồi ngay chỗ này cách này, còn không thì chúng ta sẽ tính theo cách khác cũng được ha. Chúng ta tính theo cái cách là lấy cái tổng số tiền nè là 1.600.000 đồng nè, ta trừ cho người anh là 950.000 đồng nè, thì nó cũng ra là 650.000 đồng đó. Cách tính này thì nếu dùng cách tính này khỏi cách tính này, cách tính này khỏi cách tính này, cách nào cũng được. Đáp số anh là 950.000 đồng em là 650.000 đồng chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 6. Một tòa nhà chung cư có 98 gia đình đang sinh sống, tất cả các gia đình này đều tham gia phong trào tiết kiệm điện bằng cách tắt đèn ban ngày, rút phích cắm khi không sử dụng. Biết số tiền điện tiết kiệm được của mỗi hộ gia đình trung bình trong một ngày như sau. Hành động thì thứ nhất là tắt đèn vào ban ngày, rút phích cắm khi không sử dụng thiết bị. Số tiền một hộ gia đình tiết kiệm được tính theo đồng là 3.500 đồng. Này là 2.000 đồng. Hãy tính số tiền tiết kiệm trung bình mà cả chung cư đó có thể tiết kiệm được trong một tháng 30 ngày là bao nhiêu. Như vậy chúng ta đọc lại cái đề này. Bây giờ là cái tòa nhà chung cư là có 98 gia đình sinh sống trong đó, mà bây giờ là thực hiện cái chính sách là tiết kiệm điện. Là tiết kiệm điện thì có hai cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất là tắt đèn và rút phích cắm. Như vậy là trung bình ra thì số tiền là một hộ gia đình là tiết kiệm được là hai cái này cộng lại. Hai cái này cộng lại thì được là 5.500. Cái này là 3.500 đồng và cái này là 2.000. Cộng hai cái vấn đề tiết kiệm này lại thì được là 5.500. 5.500 mà trong này là người ta họ nói là trong một cái này là của một gia đình nha, của một gia đình trong một ngày. Và bây giờ cái tòa nhà chung cư là 98 gia đình, như vậy chúng ta sẽ nhân cho 98. Rồi tiếp theo người ta họ nói rằng là hãy tính số tiền trung bình mà cả chung cư đó có thể tiết kiệm được trong một tháng, thì chúng ta sẽ nhân cho 30 ngày, một tháng 30 ngày. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ tính là bước tính đầu tiên cộng hai số này lại, là có nghĩa là số tiền một gia đình tiết kiệm trong một ngày cộng lại. Rồi chúng ta sẽ tính là cho một ngày của chung cư
Đây về chung cư tới 98 gia đình là đó là phép tính thứ hai, và tính thứ ba nhân cho 30 ngày. Rồi, chúng ta sẽ giải là 3 3 phép tính. 3 bước tính, 3 phép tính là 1 2 3, như vậy là cái đáp số không có. Ở trong này người ta họ cố tình người ta họ họ chưa có là 1 1 2 có 5 mà. Như vậy cái này chúng ta có thể là làm là hai bước tính cũng được. À, hai bước tính thì chúng ta sẽ tính nó rất là kẹp lại, kẹp chúng ta kẹp lại tính kẹp lại thì tính cũng được, nhưng mà sửa em không hiểu cho nên thầy bây giờ thầy sẽ tính ba bước tính luôn. Trước tiên chúng ta sẽ đi tính là cái số tiền mà một gia đình tiết kiệm trong một ngày là số tiền một gia đình tiết kiệm trong một ngày là. Như vậy là cái mới nãy là chúng ta sẽ tắt điện ban ngày là 3.500 được, cộng với là rút phí cắm là tiết kiệm được là 2.000, như vậy là bằng là tổng cộng là 5.500 đồng. Đó là một gia đình. Rồi chúng ta nhân cho 98 nè, nhân cho 98 hộ, số tiền chung, số tiền cái này người ta nói gì đây, tòa nhà chung cư, số tiền tòa nhà chung cư tiết kiệm trong một ngày là như vậy là một gia đình là tiết kiệm được là 5.000, 5.500 đồng. Ta nhân cho 98 bằng là 539.000. Rồi có bước thứ hai chúng ta tính cho một tháng thì ta lấy số nào, ta nhân cho 30 ngày. Nếu như ở đây người ta chừa x thì hai cái này chúng ta ghép chung vào này. Chúng ta ghép chung vào một phép tính thì chúng ta sẽ làm gì đây? Nếu như hai cái này chúng ta ghép chung vào một phép tính thì chúng ta sẽ lấy là 3.500 này. Nè. Ta cộng với lại là 2.000 này. Đó là một gia đình. Đây là một gia đình. Là ta nhân cho 98 gia đình. Đó, đây là một cái phép tính này. Nãy tính thì ghép chung lại. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tính là số tiền tiết kiệm trong một tháng là, và chúng ta lấy số nào chúng ta sẽ nhân cho 30 30 ngày. 539.000 ta nhân cho 30 ngày. Nhân cho 30 thì chúng ta sẽ được là 16 triệu 170.000. Như vậy là tiết kiệm được tới 16 triệu 170.000 đồng đáp số. Mười sáu triệu 170.000 các em, người ta hỏi cố tình chừa như thế này thì các em làm một phép tính đó ha. Đây, số tiền tòa nhà chung cư tiết kiệm trong một ngày là ta lấy đây cái phép tính này, cái này là trong một hộ gia đình. Đây là trong một hộ gia đình, ta nhân cho 98
Nó qua bài tiếp theo là bài số 7. Để có một giây phim hoạt hình, người ta cần vẽ là 24 hình. Một giây mà cần vẽ 24 hình. Hãy tính số hình tương ứng với các bộ phim hoạt hình là dài 10 giây, 15 giây, 30 giây, 1 phút. Như vậy là 1 giây mà 24 hình mà 10 giây ta lấy 24 ta nhân cho 10. Được không? 1 giây mà 24 hình mà 15 giây ta lấy 2 này nhân nhau, tương tự lấy này nhân nhau. Còn cái phút này chúng ta phải đổi ra. Đổi ra như là bằng là 60 phút, ta lấy 60 ta nhân cho 24. À. Như vậy chúng ta sẽ có là 1 phép tính, 2 phép tính, 3 phép tính và đây là 4 phép tính. Thì trước tiên chúng ta sẽ đổi cái này ra đã. 1 phút là bằng là 60 giây. Số hình vẽ, số hình vẽ cho phim 10 giây là vậy là một giây là 24 hình mà ta nhân cho 10 giây là bằng là 240 hình. Rồi tương tự tính cho 15 giây. Số hình vẽ cho phim 15 giây là ta lấy là 24 mà ta nhân cho 10 15 bằng là 360 hình. Rồi tính cho 30. Số hình vẽ cho phim 30 giây là ta lấy 24 mà ta nhân cho 30 bằng là 768 hình. Số hình vẽ cho phim 60 giây là 60 giây là 1 phút á, 24 và ta nhân cho 60 bằng 24 là nhân cho 60 thì chúng ta sẽ được là 1440 hình. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.